Nhãn xứ chắc chắn có thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thể thân ý xứ chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc. Sắc xứ chắc chắn có thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc nhãn giới chắc chắn có thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thể thân ý giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc sắc giới chắc chắn có thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc nhãn thức giới chắc chắn có thể nắm bắt được nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được nết bàn rốt giáo thường lạc nhãn xúc chắc chắn có thể nắm bắt được nhĩ tĩ thể thân ý xúc chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chắc chắn có thể nắm bắt được. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Địa giới chắc chắn có thể nắm bắt được vì hỏa phong công thức giới chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn chốt giáo thường lạc. Vô minh chắc chắn có thể nắm bắt được hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc